thủ phủ của cây cà phê ở nước ta, Tây Nguyên có tới khoảng 650.000 hecta trồng cà phê, chiếm gần 90% diện tích cà phê cả nước, trong đó 85% là cà phê bối. Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa khô kéo dài từ khoảng tháng 11 năm trước đến tháng 4 hoặc tháng 5 năm sau. Mùa này có gió mạnh làm tăng sự bốc thoát hơi nước từ đất, từ cây. Mùa khô ở Tây Nguyên kéo dài và khắc nghiệt. Vì thế, việc chăm sóc cây cà phê trong mùa này, ngoài kỹ thuật cắt tỉa cành sau khi thu hoạch, thì tập trung vào hai vấn đề tưới nước và bón phân. Khô hạn kéo dài giúp cây cà phê phân hóa mầm hoa tối đa. Sau đó, việc chủ động tưới nước sẽ giúp cây cà phê nở hoa đồng loạt, làm tiền đề đạt được năng suất cao. Ở Tây Nguyên, sau khi thu hoạch xong và cây cà phê đã trải qua thời kỳ khô hạn kéo dài từ 2 đến 3 tháng, đến tháng 1 năm sau, hoa đã phân hóa đầy đủ. Thời điểm này, lá cà phê có nhiều dấu hiệu bị vàng và héo về ban trưa. Đây là lúc cây cần được tưới đủ nước để hoa nở. Tưới nước sớm không đúng thời điểm có thể ức chế sự phân hóa mầm hoa, khiến hoa ra ít, không tập trung, có thể làm giảm năng suất. Tưới muộn quá, ảnh hưởng tới sức khỏe cây, lá rụng nhiều, hoa và cành có thể bị khô sau khi nở, cũng không đạt được năng suất cao. Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng sao cho hợp lý cho cây cà phê vào thời điểm nắng nóng, khắc nghiệt cũng được bà con nông dân đặt lên ưu tiên hàng đầu. Và đây cũng chính là chủ đề của buổi giao lưu trực tiếp ngày hôm nay, giải pháp kỹ thuật cho cây cà phê giai đoạn mùa khô. Chào quý bà con, Ngọc Anh rất là vui khi được gặp lại quý bà con trong chương trình giao lưu trực tuyến Chọn phân bón Cà Mau, chọn đối tác bền lâu đang được phát sóng trực tiếp trên trang fanpage chính thức của phân bón Cà Mau. Và kính chúc cho quý bà con có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Chương trình giao lưu do phân bón Cà Mau phối hợp với các chuyên gia nông nghiệp hàng đầu Việt Nam triển khai sản xuất series video clip, livestream chia sẻ kinh nghiệm trong canh tác nông nghiệp đồng hành cùng thương hiệu phân bón Cà Mau năm 2023-2024. Và thưa quý bà con, trước khi mà mình bước vào buổi livestream ngày hôm nay thì quý bà con đã được theo dõi một clip ngắn với hình ảnh cà phê, một loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế rất cao, được bà con trồng và phát triển thành những vùng chuyên canh ở khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên thì việc trồng và chăm sóc cho cây cà phê sao cho hợp lý và bền vững thì luôn là mối băn khoăn khúc mắc của nhiều bà con, đặc biệt là vào mùa khô này. Vậy thì hãy cùng với chương trình giao lưu trực tuyến ngày hôm nay trao đổi về chủ đề giải pháp kỹ thuật cho cây cà phê giai đoạn mùa khô cùng những vị khách mời chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam. Và đó là ai? Mời bà con cùng theo dõi một clip ngắn ngay sau đây nha! Thạc sĩ Hồ Công Trực, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa. Anh là thạc sĩ hệ thống nông nghiệp của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam. Từ năm 2005 đến năm 2017, anh đã chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu thực tế thuộc các lĩnh vực như đặc điểm địa hóa thổ nhưỡng và xói mòn vùng đất dốc, nghiên cứu đánh giá một số giống lúa có khả năng chịu hạn, nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Từ năm 2015 đến năm 2020, anh đã trực tiếp tham gia các công trình nghiên cứu xác định kỹ thuật và lưu lượng bón phân kết hợp tưới nước tiết kiệm cho cây cà phê điều, nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả tái canh cà phê ở Đắk Lắk, phân tích đất, lập bản đồ thổ nhưỡng và xây dựng chế độ bón phân hợp lý cho các cây trồng tại xã Ea Rồng, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh đó, anh đã công bố nhiều công trình, bài báo, báo cáo khoa học của nhiều loại cây trồng khác nhau như cà phê, hồ tiêu, lúa, cacao, điều. Thạc sĩ Phạm Ngọc Tân, chuyên gia giải pháp dinh dưỡng cây trồng đến từ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau. Anh là thạc sĩ nông nghiệp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Với nhiều năm công tác tại phân bón Cà Mau và phối hợp với các cơ quan nhà nước, viện và các trường uy tín trong lĩnh vực nông nghiệp, anh có kinh nghiệm nghiên cứu trong canh tác nông nghiệp và phân bón. Bằng những kinh nghiệm ấy, anh luôn mong muốn hỗ trợ bà con nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật trên các mô hình trình diễn và đề ra những giải pháp dinh dưỡng phù hợp nhất cho cây trồng vùng Đông Nam Bộ Tây Nguyên. Nông dân Ikan Eban, Buôn Triết, Ea Cơ Quế, Cư Mơ Ga, Đắk Lắk. Anh có hơn 20 năm kinh nghiệm trong canh tác cây cà phê. Anh đang canh tác 3 hecta cà phê và hơn 200 gốc sầu riêng. Anh đã nhiều năm tin tưởng và thường xuyên chăm bón vườn cà phê của mình bằng các dòng sản phẩm của phân bón Cà Mau. Vâng, đầu tiên thì Ngọc Mai xin trân trọng được giới thiệu thạc sĩ Hồ Công Trực là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên. Xin trân trọng kính chào chuyên gia. Xin chào MC Ngọc Mai. Xin chào Y Tân. Xin chào Y Khanh,
Xin chào quý bà con. Và Ngọc Mai cũng xin được chào đón Thạc sĩ Nông nghiệp Phạm Ngọc Tân, là chuyên gia giải pháp dinh dưỡng đến từ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau. Xin trân trọng kính chào Thạc sĩ. Xin chào Ngọc Mai, xin chào anh Trực, xin chào Y Khanh, xin kính chào quý bà con. Ngoài ra thì chương trình còn có sự góp mặt của anh Y Khanh Eban, là nông dân trồng cà phê tiêu biểu đến từ huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Xin trân trọng kính chào anh. Dạ, xin chào Ngọc Mai, xin chào anh Trực, xin chào anh Tân. Xin chào bà con. Ngọc Mai cũng rất là cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian quý báu của mình đến tham gia chương trình giao lưu trực tuyến cùng với Ngọc Mai và quý bà con nông dân ngày hôm nay. Và trong suốt thời gian diễn ra buổi giao lưu, quý bà con có bất cứ câu hỏi hay là thắc mắc nào về chủ đề của ngày hôm nay đó thì hãy bình luận ngay dưới livestream này. Các chuyên gia sẽ dành thời gian để trả lời những thắc mắc của quý bà con ở phần sau của chương trình. Và bên cạnh đó thì tổng đài miễn phí của Phân bón Cà Mau 1800 888 606 sẽ giúp cho bà con giải đáp các câu hỏi về sản phẩm của Phân bón Cà Mau. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại với buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng với các chuyên gia. Và thưa các vị chuyên gia, các vị khách mời, mặc dù hiện nay thì việc canh tác sản xuất cà phê của bà con nông dân chúng ta đã có được những cái kết quả tốt, tuy nhiên thì sự thay đổi của thời tiết như là biến đổi khí hậu, sự chuyển biến của môi trường đó là mối trở ngại và ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình canh tác của bà con. Đặc biệt đó là mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau và khiến cho việc canh tác chăm sóc cây cà phê của bà con ngày càng trở nên khó khăn. Vậy thì không biết là thưa chuyên gia Hồ Công Trực có thể chia sẻ cụ thể hơn về ảnh hưởng của mùa khô đến canh tác cây cà phê của bà con nông dân được hay không ạ? Thưa bà con, thì như chúng ta đã biết, mùa khô thì thường ở Tây Nguyên thường bắt đầu từ tháng 11 cho đến tháng 5 năm sau. Thì trong suốt quá trình này là chỉ là hơn 6 tháng mùa khô liên tục, thì mùa khô kéo dài như vậy thì cũng có những thuận lợi và những khó khăn nhất định cho việc canh tác sản xuất cà phê. Trước hết nói đến thuận lợi thì thứ nhất đấy là mùa khô. Trong mùa khô thì bà con sẽ thu hoạch và chế biến rất thuận lợi. Và đặc biệt là có cái quá trình khô hạn, mùa khô thì mới cho cây cà phê có thời gian để phân hoa bầm hoa, để tạo hoa và tạo quả cho năng suất. Bên cạnh đó thì mùa khô kéo dài có những khó khăn trong canh tác rất lớn, đó là mùa khô hạn kéo dài thì làm cho ẩm độ đất thấp và cây cà phê sẽ hút dinh dưỡng, sẽ rất khó khăn. Đặc biệt là nếu hạn quá nặng, quá dài thì thiếu nước, không đủ cung cấp nước cho cà phê thì dẫn đến nguy cơ đó là cà phê sẽ bị vàng lá, héo và thậm chí nên là rất khó phục hồi nếu mà hạn quá kéo dài. Và bên cạnh đó thì nếu quá trình chăm sóc bón phân thì cũng rất ảnh hưởng trong mùa khô, vì không đủ nước, ẩm độ mà thấp thì bón phân sẽ hiệu quả không cao, và cho nên cũng khó khăn cho trong công tác bón phân. Và trong mùa khô hạn thì cũng xảy ra một hiện tượng bất lợi, đó là gió rất lớn. Thường mùa khô thì gió lớn, mà gió lớn thì ảnh hưởng đến, thứ nhất là làm cho quá trình bốc thoát hơi nước ở đất cũng như ở cây xảy ra mạnh hơn, và làm cho cành lá cây bị gãy và hoa thì bị rụng, nên là cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái quá trình chăm sóc của bà con. Dạ vâng, cảm ơn chuyên gia. Và có thể thấy là mùa khô đã gây ra rất là nhiều những cái bất lợi đối với cây trồng của người nông dân. Vậy thì cái thời điểm mùa khô bắt đầu khi mà vụ thu hoạch cà phê của bà con mới kết thúc, vậy thì theo chuyên gia Hồ Công Trực thì có thể chia sẻ cho bà con được biết các biện pháp nào để giúp cho bà con có thể chăm sóc cho cây cà phê sau thu hoạch được tốt hơn, cũng như là bà con cần phải lưu ý gì trong quá trình chăm sóc để có thể đối mặt với sự khắc nghiệt của mùa khô đây thưa chuyên gia? Thì để chăm sóc cây cà phê thì chúng ta cũng phải trải qua các công đoạn. Thứ nhất là cắt cành, tạo hình. Thứ hai là tưới nước. Thứ ba là cần phải bổ sung phân bón. Và thứ tư là kiểm tra phòng trừ sâu bệnh. Thì cái việc trước mắt sau khi thu hoạch đấy là phải tiến hành cắt cành, tạo hình ngay. Thì bước cắt cành tạo hình, nếu mà công đoạn này mà chậm trễ thì sẽ dẫn đến là cây trồng sẽ bị tranh chấp dinh dưỡng, thì sẽ làm cho cây sinh trưởng phát triển chậm lại và quá trình phân hóa bầm hoa ra hoa tạo quả cũng kém đi. Cho nên chính vì vậy việc đầu tiên của
bà con là phải tiến hành cắt cành tạo hình ngay. Về cắt cành tạo hình thì cắt bỏ các cái cành già, cành vòi vôi, cành sâu bệnh, cành tâm và những cái cành mọc xiên vào trong gốc. Biện pháp thứ hai, đây là trong cái giai đoạn này thì cũng phải tiến hành bổ sung định hình tán cây. Thì ở đây là ta thấy trong cái vườn cây đấy có những cái tình trạng là khuyết tán. Thứ nhất là khuyết ở phần gốc, gọi là cây bị dù đấy. Chúng ta phải tiến hành nuôi cây thân, nuôi chồi ở dưới sát gốc. Giai đoạn này nếu nuôi chồi, ta thấy cái cây cụ đấy mà giống nó kém, năng suất kém, thì chúng ta lấy cái chồi ở cây khác đến ghép vào. Thì khi mà nuôi chồi lên được đến sát tán trên đấy thì chúng ta bấm ngọn. Đó là biện pháp cái khuyết tán ở dưới gốc. Còn khuyết tán mà ở phía trên thì cũng nuôi chồi vượt đấy, nếu mà cũng giống như là ở dưới là chúng ta cũng cải tạo giống đấy, thì chúng ta ghép cái giống tốt vào, thì nuôi chồi đến độ cao nhất định thì bấm ngọn, hạ ngọn. Và một trường hợp khuyết tán nữa là khuyết tán giữa cây, thì chúng ta khuyết ở đâu thì ta nuôi chồi ở đó, nuôi chồi lên cũng tương tự như vậy, để thấy là để mà cải tạo giống ấy, thì cũng ghép và bổ sung cái đoạn cái tán bị trống đó, thì chúng ta cũng bấm ngọn. Thì còn một trường hợp nữa là mặc dù cái độ cao của cây, độ cao tán của cây vẫn ổn định, nhưng mà tán phía trên đấy là có trường hợp là nó bị năng suất rất thấp, tức là không hiệu quả. Cái phần tán phía trên đấy, cái phần phía trên thôi, nó bị già hoặc là trái rất ít, thì chúng ta sẵn sàng cưa cái phần trên đi để mọc chồi khác, để thay cái tán đó cũng như bổ sung cái tán bị thiếu như trường hợp lúc nãy. Đấy là trường hợp bổ sung tán. Thì như vậy là anh Tân qua cái tìm hiểu với bà con, thực tế với bà con, thì anh thấy có gì bổ sung không? Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Trực. Thì cũng với cái chia sẻ vừa rồi của anh Trực thì gần như là chúng ta đã có những cái giải pháp kỹ thuật gần như hoàn thiện rồi, để đảm bảo làm sao cái vườn cà phê của chúng ta nó phục hồi và nó cho được cái năng suất cao cho cái giai đoạn kế tiếp. Cũng bổ sung thêm cái chia sẻ của anh Trực, thì bản thân tôi là người cán bộ kỹ thuật thì thường xuyên đi đồng hành cùng bà con và được thường xuyên đi thăm đồng. Thì qua cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng nhận thấy là có một số vấn đề nữa sau. Tức là sau khi mà bà con thu hoạch xong ấy, thì gần như là cái vườn cây của chúng ta là nó bị suy thoái cũng rất là nặng. Và cái thứ hai là nó bị các cái dịch bệnh hại nó tấn công. Thì cũng bổ sung thêm cho bà con là chúng ta cố gắng, chúng ta thường xuyên trong cái giai đoạn này thì có thể là nó cũng vướng vào cái giai đoạn Tết, bà con chúng ta cũng trải qua một cái giai đoạn là chúng ta nghỉ ngơi. Tuy nhiên thì chúng ta nghỉ ngơi đó là câu chuyện tốt, nhưng mà chúng ta cũng cần phải cố gắng là chúng ta cũng dành một chút thời gian để chúng ta thăm đồng. Thưa anh Trực, thì cái giai đoạn cuối, thông qua thời gian tìm hiểu thì chúng tôi thấy rằng cái dịch bệnh nó tấn công rất là mạnh, đặc biệt là lúc mà trước khi thu hoạch ấy. Và một số bà con chúng ta không để ý, sau đó là cái tàn dư nó còn rất là nhiều, và đến giai đoạn mùa khô bắt đầu là nó cũng cái nguồn để nó lây nhiễm và nó tấn công, thì nó sẽ làm cho cái vườn cà phê của chúng ta nó càng ngày nó suy thoái. Thì chúng tôi cũng chỉ bổ sung một cái phần nhỏ nhỏ nữa, chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ thường xuyên chúng ta đi thăm đồng để chúng ta có được những cái giải pháp để chúng ta khắc phục các cái tình trạng mà cây trồng nó bị các cái dịch bệnh hại nó tấn công. Thì đó là cái phần mà giải pháp đầu tiên trong cái tổng thể các cái giải pháp, và tí nữa thì chúng ta sẽ có phần chia sẻ về cái giải pháp về dinh dưỡng sau. Và xin được cảm ơn Trực và xin được cảm ơn quý bà con. Dạ vâng, rất là cảm ơn hai vị chuyên gia đã đưa ra những cái biện pháp chăm sóc cây trồng rất là bám sát với thực tế dành cho quý bà con nông dân trong cái giai đoạn mùa khô này. Và Ngọc Mai cũng muốn hỏi thêm nữa, đó là nhiều bà con hiện nay thì đang sử dụng cái phương pháp đó là tưới bát dạng phun mưa, vậy thì không biết là chuyên gia có thể nêu ra được những cái ưu nhược điểm của cái phương pháp này được hay không ạ? Chắc là Ngọc Mai xin nhờ chuyên gia Hồ Công Trực sẽ giải đáp cùng quý bà con. Thì thưa bà con, hiện nay thì có rất nhiều giải pháp để mà tưới. Thì phương pháp mà phổ biến mà bà con hiện nay áp dụng nhiều nhất đó là tưới dí và tưới phun mưa. Còn lại là có một số biện pháp như là tưới tràn, tưới tiết kiệm theo hệ thống tưới. Thì hiện nay tưới phun mưa là có ưu điểm của tưới phun mưa là cải tạo khí hậu, tiểu khí hậu. Thì nhờ phun mưa cho nên là ẩm độ đất xung quanh, không khí cũng như một cái vùng cà phê đấy là khí hậu ẩm độ tăng, ẩm độ cao lên, vừa có tác dụng là sạch
diệt vừa rửa trôi sạch các cái bụi bặm trên lá cây cà phê cũng như là một số cái nấm bệnh. Tác dụng của tưới phun mưa đấy là cái làm giúp cho đỡ công lao động, đỡ công lao động vì nó tự động rồi cho nên đỡ công lao động. Tiếp nữa là nhờ cái lượng nước tưới phun mưa nó nhiều thì nó cũng dẫn đến là hòa tan được cái phân bón. Nhưng mà bên cạnh đấy thì nhược điểm hạn chế của tưới phun mưa đấy là rất tốn nước đấy. So với các biện pháp khác mà đã tốn nước thì lại phải tốn năng lượng, như nếu mà sử dụng điện là tốn điện, mà nếu sử dụng dầu là tốn dầu. Nên đó là hai mấy cái hạn chế lớn của tưới phun mưa. Rất là cảm ơn chuyên gia Hồ Công Trực. Và Ngọc Mai thấy là bất kỳ một cái phương pháp nào thì chúng ta cũng sẽ có mặt ưu và nhược điểm. Và Ngọc Mai cũng muốn hỏi thêm là Ngọc Mai biết rằng cái điều quan trọng trong việc tưới tiêu là chúng ta phải xác định được từng cái thời điểm. Vậy thì thưa chuyên gia, không biết là có phương pháp nào để chúng ta xác định được thời điểm tưới cà phê vào đợt đầu không ạ? Thưa bà con, nói là xác định thời điểm tưới đối với cây cà phê rất quan trọng. Bởi vì tưới lần đầu tiên sẽ giúp sẽ làm sao đấy để cây cà phê ra hoa tập trung và tỷ lệ đậu quả cao. Chứ nếu mà tưới mà không đúng thì sẽ dẫn đến là mỗi đợt tưới đều ra hoa hết thì quả sẽ ra hoa lai rai và quả khi đấy là chín cũng không đồng đều, cho nên dẫn đến rất tốn công thu hoạch. Nếu tưới đúng thời điểm thì khi mà ra hoa tập trung thì quả sẽ chín đồng đều, thì thời gian thu hoạch, công thu hoạch của bà con vẫn giảm bớt và giảm cái công bảo vệ, như vậy là rất thuận tiện. Cho nên vấn đề mà xác định tưới lần đầu là rất quan trọng. Để mà xác định thời điểm tưới, thứ nhất là dùng thiết bị đo độ ẩm đất. Thì nếu đo độ ẩm từ 26 đến 28%, đấy là thời điểm cây héo. Và lúc này thì cây cũng có hiện tượng héo và hoa cũng đạt được khoảng 1,5 cm và có màu trắng ngà, thì khi đó tiến hành tưới. Và trường hợp thứ hai là nếu không có thiết bị đo ẩm độ đất thì chúng ta nhìn vào cái hiện tượng của cây, nhất là trời lúc này là hoa thì cũng đã đạt được khoảng 1,5 cm và chuyển sang màu trắng ngà, và cây bữa ngày thì có hiện tượng là hơi héo. Và lúc này thì thời điểm mùa khô khô hạn cũng khoảng 2 đến 2,5 tháng rồi, thì chúng ta tiến hành tưới. Lượng nước tưới lần đầu cho cà phê rất quan trọng, phải đủ lượng. Nếu thấp hơn thì hoa sẽ không được hết mà sẽ bị hoa chanh. Nên ở đây khi liều lượng cho tưới lần đầu đối với tưới dí là từ 500 đến 550 lít trên một hố, đối với tưới phun mưa khoảng 600 đến 650 mét khối trên hecta, đối với tưới tiết kiệm theo hệ thống nhỏ giọt tưới từ 300 đến 350 lít trên gốc. Dạ vâng, cảm ơn chuyên gia Hồ Công Trực. Và một lần nữa thì cũng rất là cảm ơn các câu trả lời đầy hữu ích từ các vị chuyên gia từ đầu chương trình cho đến bây giờ. Và Ngọc Mai hy vọng rằng với chia sẻ vừa rồi thì cũng giúp cho bà con nông dân trồng cà phê của chúng ta có được thêm kiến thức về canh tác, bón phân cho vườn cà phê của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng với những vị khách mời của chúng ta. Ngọc Mai xin phép được giao lưu với anh Y Khanh ạ. Thưa anh, không biết là anh có thể giới thiệu sơ lược về vườn cà phê ở nhà mình được không? Hiện tại bây giờ cà phê của mình là 3 hecta. Thì mình trong năm 1995. Mình trong sen sầu riêng là 200 cây. À dạ vâng, cảm ơn anh Y Khanh. Và không biết là hiện tại mình đang áp dụng những cái phương pháp chăm sóc thực tế nào cho cái vườn cà phê của nhà mình vậy anh? Thì đầu tiên là làm cỏ, tưới nước. Thì mình muốn học hỏi tạo cành thì để năng suất, cho biết năng suất nó cao. Có lẽ là vườn như anh Khanh chia sẻ thì vườn cà phê của anh Khanh là trồng từ năm 1995. Như vậy là đến nay cũng gần 30 năm rồi. Mà năng suất như vậy là cũng không được cao như mong muốn. Cho nên cũng khuyên anh Khanh là tìm hiểu biện pháp kỹ thuật xem thế nào để nên tái canh. Hiện nay có giống mới, vì kỹ thuật mới cho nên là năng suất sẽ tăng. Yeah. Cho nên vườn mà để như vậy cũng già quá rồi,
cũng khó có hiệu quả kinh tế. Dạ, cảm ơn anh Y Khanh và cảm ơn chuyên gia Hồ Công Trực. Và Ngọc Mai tin rằng là không chỉ là anh Y Khanh mà tất cả quý bà con nông dân thì cũng đang rất là quan tâm tới cái câu chuyện mà giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng trong cái giai đoạn mùa khô và cái thời tiết rất là nắng nóng khắc nghiệt như thế này. Thì không biết là các vị chuyên gia có thể chia sẻ thêm để cho anh Y Khanh cũng như là quý bà con nông dân được biết được hay không? Thưa bà con, nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê trong mùa khô tuy không cao, tuy nhiên cũng cần phải có một lượng dinh dưỡng nhất định về trọng đa lượng, đa trung vi lượng để cho giúp cho nuôi quả cũng như cho suốt nuôi quả suốt mùa khô cũng như tránh tỷ lệ rụng quả. Thì như vậy thì chúng tôi khuyến cáo trong mùa khô này thì bà con nên sử dụng loại phân bón có hàm lượng NK, PVK thấp và bón vào đợt tưới thứ hai hoặc thứ ba với liều lượng khoảng 300 đến 500 kg trên hecta. Để mà bà con biết cụ thể hơn thì xin giới thiệu là anh Tân là cũng chuyên gia về lĩnh vực phân bón lâu năm, thì anh sẽ giới thiệu với bà con nông dân cụ thể hơn. Xin mời anh Tân. Xin được cảm ơn anh Trực. Thưa quý bà con, thì công ty cổ phần phân bón Dầu Khí Cà Mau với cái sứ mệnh là cung cấp các cái giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng, thì trong những cái năm qua thì chúng tôi cũng đã thực hiện rất là nhiều các cái giải pháp, trong đó có cái giải pháp đó là liên kết với các cái viện trường để thực hiện các mô hình trình diễn, mô hình trải nghiệm, và đồng thời là đưa ra các cái liều lượng cũng như là các cái chủng loại phân bón cho phục vụ cho bà con một cách tốt nhất. Hiện nay thì đối với sản phẩm phân bón Cà Mau thì chúng tôi đang áp dụng hai cái công nghệ tiến bộ trong cái sản phẩm NPK, đó là công nghệ ure hóa lỏng và cái thứ hai đó chính là công nghệ polyphosphate. Thì đối với cái công nghệ ure hóa lỏng thì hiện nay thì cái sản phẩm nó được tạo hạt với cái trên cái nền tảng ure hóa lỏng, cho nên là nó cái hạt nó rất là tròn mịn, và thứ hai là nó sẽ tan rất là nhanh trong cái môi trường, trong cái điều kiện khắc nghiệt của mùa khô. Với cái công nghệ polyphosphate thì chúng tôi cũng đã hoạt hóa cái lân và sẽ giúp cho cái lân trong cái NPK Cà Mau trở thành một cái lân mà được cây trồng hấp thu một cách nhanh nhất, và cái lân này là cái lân hữu hiệu và sẽ, khi mà chúng ta bón vào cho môi trường đất thì cây cà phê của chúng ta nó sẽ sử dụng được luôn và nó sẽ phát triển về cái bộ rễ và là cái tiền đề để hút các cái chất dinh dưỡng như là các cái chất đa trung vi lượng một cách hiệu quả hơn. Thì đó là một cái lợi thế khi mà chúng ta sử dụng cái dòng sản phẩm phân bón Cà Mau. Và để có cái giải pháp cụ thể hơn về cái lưu lượng bón cũng như các cái chủng loại bón, công ty cổ phần phân bón Dầu Khí Cà Mau sau một thời gian thực hiện các mô hình trình diễn và mô hình trải nghiệm thì chúng tôi đã đưa ra một cái quy trình chuẩn, và đây là một cái quy trình cũng đã được rất nhiều bà con ở khu vực Tây Nguyên áp dụng và đạt được những cái kết quả rất cao. Để đảm bảo cái yếu tố dinh dưỡng giúp cho cái cây cà phê nó phát triển một cách thuận lợi thì chúng tôi cũng đưa ra khuyến cáo cho bà con như sau. Sau khi mà chúng ta tưới xong thì chúng ta tưới đợt đầu thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta bón cái phân hữu cơ OM Cà Mau. Thì cái mục tiêu để bón cái phân hữu cơ OM Cà Mau là gì? Là để chúng ta trả lại cái hữu cơ cho đất, đồng thời là chúng ta giúp cho cái hệ vi sinh vật có lợi nó phát triển, là chúng ta cải thiện cái ẩm độ đất và giúp cho cái việc mà chúng ta sẽ bón các cái sản phẩm vô cơ sau này nó thuận lợi hơn. Là chúng ta có thể sử dụng các cái dòng sản phẩm OM Cà Mau, tức là cái sản phẩm hữu cơ Cà Mau có chứa cái lượng hữu cơ rất là cao, và chúng ta có thể bón từ 1 đến 2 kg cho một gốc. Thì sau khi mà bón hữu cơ xong thì đến giai đoạn tưới đợt 2 thì lúc này chúng ta mới tiến hành chúng ta bón các cái sản phẩm vô cơ. Đối với cái sản phẩm mùa khô cho cái cây cà phê thì phân bón Cà Mau có những cái sản phẩm gì sau: NPK Cà Mau 2256 và NPK Cà Mau 2055. Thì đây là cái sản phẩm mà chúng tôi cũng đã giới thiệu như ban đầu, đó là sử dụng cái công nghệ ure hóa lỏng, và thứ hai là chúng tôi sử dụng cái công nghệ polyphosphate. Thì hai cái công nghệ này nó sẽ rất là phù hợp cho thời tiết cũng như là các cái điều kiện mùa khô, tức là sản phẩm khi chúng ta bón vào thì nó sẽ tan cũng rất là nhanh, và thứ hai là nó sẽ cung cấp cái lân hữu hiệu một cách kịp thời để giúp cho cái cây cà phê của chúng ta nó phát triển về bộ rễ, và đây là cái cơ sở, là cái tiền đề cho cây cà phê hấp thu các cái chất dinh dưỡng khác một cách hiệu quả hơn. Cái lưu lượng mà chúng tôi khuyến cáo cho hai cái dòng sản phẩm này là chúng ta có thể bón từ 0,3 đến 0,5 kg trên một gốc trong một lần bón, thì chúng ta sẽ đảm bảo được yếu tố dinh dưỡng và sẽ giúp cho cái cây cà phê của chúng ta nó ra hoa và nó đậu trái một cách thuận lợi hơn. Và ngoài hai cái dòng sản phẩm như tôi đã giới thiệu ban đầu thì hiện nay phía Cà Mau cũng đang có thêm các cái dòng sản phẩm NPK mùa khô mới để phục vụ cho thị trường, đó là các dòng sản phẩm. Đầu tiên là cái sản phẩm 18
866 cộng TTE, và cái sản phẩm thứ hai là sản phẩm 1964, và cái sản phẩm thứ ba là sản phẩm 2076. Ở đây là các cái sản phẩm một hạt và cũng được sản xuất trên cái công nghệ ure hóa lỏng, và chúng tôi cũng đã hoạt hóa cái lân và sử dụng cái công nghệ polyphosphate thì sẽ giúp cho cái việc sử dụng các cái dòng sản phẩm này một cách hiệu quả nhất cho cái cây cà phê. Và ngoài ra thì cũng là để đáp ứng đa dạng cũng như là giúp cho bà con chúng ta có thể tiếp cận đa dạng cái dòng sản phẩm, thì hiện nay công ty cổ phần phân bón Dầu Khí Cà Mau chúng tôi cũng đang phục vụ cho bà con cái dòng sản phẩm SA nhập khẩu dưới cái thương hiệu phân bón Cà Mau, thì chúng ta có thể mua các cái dòng sản phẩm SA về nó bón cho giai đoạn này cũng phù hợp. Thì đó là những cái khuyến cáo chung giúp cho bà con chúng ta có giải pháp dinh dưỡng bón cho cái cây cà phê trong giai đoạn mùa khô một cách hiệu quả nhất. Thì xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của bà con. Dạ vâng, cảm ơn thạc sĩ Phạm Ngọc Tân. Và không biết là chuyên gia Hồ Công Trực có muốn bổ sung thêm một chút ít gì trong cái câu chuyện mà giải pháp dinh dưỡng trong mùa khô này dành cho quý bà con nông dân hay không? Thưa bà con, thì như bà con cũng vừa nghe anh Tân đã giới thiệu về phần giải pháp dinh dưỡng, biện pháp kỹ thuật sau khi bón phân cho cà phê mùa khô, thì chúng ta bà con để ý thấy có hiện tượng là trôi vượt, nó sẽ mọc, thì sau đó bởi vì cây sau khi hút phân thì ngoài nước quả thì đồng thời trôi vượt nó sẽ mọc, thì bà con cố gắng phải tiến hành vặt trôi vượt trong mùa khô, tức là trước mùa mưa. Và một biện pháp kỹ thuật thì bà con cũng nên lưu ý, tức là khi hình thành trong giai đoạn hình thành quả non cà phê thì có thường có xuất hiện rệp sáp hại quả, thì ở đây bà con kiểm tra, mà nếu như thấy có rệp sáp hiệu quả hại cà phê thì bà con phải phòng trừ. Thứ nhất là nếu mà bị tỷ lệ dày quá thì cắt bỏ, còn nếu mà bị tỷ lệ ít thì phải phun. Mà rệp sáp rất khó phòng trừ, cho nên bà con phải thứ nhất là phải dùng vòi cao áp xịt để phá vỡ cái lớp sáp đó đi, thì sau đó mới phải phun thuốc theo cái loại thuốc theo chỉ định cho phép trong danh mục của Bộ Nông nghiệp. Một lần nữa thì Ngọc Mai cũng rất là cảm ơn các vị chuyên gia đã mang đến những cái chia sẻ, những cái kiến thức và kinh nghiệm rất là quý báu và cần thiết dành cho quý bà con nông dân trong cái giai đoạn hiện tại. Vâng, thưa quý bà con, sau một khoảng thời gian mà lắng nghe chia sẻ của các vị chuyên gia thì chắc hẳn là bà con vẫn còn nhiều thắc mắc xoay quanh về chủ đề giải pháp kỹ thuật cho cây cà phê giai đoạn mùa khô rồi, đúng không nào? Hãy nhanh tay bình luận ở bên dưới buổi giao lưu trực tuyến ngày hôm nay để được giải đáp nha quý bà con. Và bây giờ thì Ngọc Mai đang nhận được một cái câu hỏi rất là thú vị từ một tài khoản Facebook có tên là Lê Quốc Thái, và câu hỏi như sau ạ. Trong giai đoạn khí hậu ngày càng nắng hạn nhiều như hiện nay, về lâu dài ngoài sử dụng các biện pháp tưới như thông thường cho cà phê thì người sản xuất cần áp dụng thêm các biện pháp nào? Và với câu hỏi này thì chắc là Ngọc Mai xin kính mời chuyên gia Hồ Công Trực sẽ giải đáp cho khán giả. Thưa anh Lê Quốc Thái, thưa quý bà con, trong bối cảnh giai đoạn hiện nay với mùa khô khốc liệt như thế thì ngoài cái biện pháp tưới nước thì cần để mà giải pháp chống khô hạn thì cần có những biện pháp như sau. Trước hết phải nói là xác định là trồng cà phê trên những cái vùng đất phải có đầy đủ nước tưới. Nếu đất không có nguồn nước tưới để trồng cà phê thì không nên trồng cà phê. Và thứ hai đấy là phải đào ao để mà chuẩn bị sẵn hệ thống tưới. Và thứ ba nữa là cần phải trồng các loại cây che bóng, cây chắn gió, cây che phủ để tăng cường cái mật độ che phủ đất để chống bay hơi. Trồng xen các loại cây phủ đất, đồng thời là tụ gốc là bằng rơm rạ, bằng các loại cỏ dại để cây che phủ phế phẩm để chống bay hơi. Và một biện pháp nữa đấy là bón phân hữu cơ thì cũng tăng được độ ẩm đất, và đồng thời cũng bón phân cân đối NPK. Và cuối cùng là cũng phải kiểm tra đồng ruộng thường xuyên và theo dõi thời tiết để xem để mà tăng cường các biện pháp. Vâng, cảm ơn chuyên gia Hồ Công Trực, và hy vọng rằng là khán giả Lê Quốc Thái cũng đã tìm được cái câu trả lời cần thiết cho mình rồi. Và Ngọc Mai tin rằng là quý vị khán giả cũng đang còn rất là nhiều thắc mắc, vì vậy thì quý vị hãy để lại bình luận ở bên dưới phần livestream của chúng tôi nhé. Và tiếp theo thì Ngọc Mai cũng đã ghi nhận được một câu hỏi khác đến từ tài khoản tên là Huy Trần. Ngọc Mai xin được phép đọc câu hỏi luôn. Thưa chương trình, hiện nay tôi đang canh tác một vườn cà phê ở Tây Nguyên. Tôi muốn gửi đến chương trình các chuyên gia để mong được giải đáp.
đó là thưa chuyên gia, tưới nước chu kỳ như thế nào là tốt nhất cho cây cà phê? Xin được mời chuyên gia Hồ Công Trực sẽ trả lời cho vị khán giả này ạ. Thưa anh Huy Trần, thưa quý bà con, phải nói rằng chu kỳ tưới thì chúng ta cũng phải phụ thuộc vào đặc điểm của đất trồng cà phê. Thứ nhất là nguyên tắc, nếu mà đất trồng cà phê mà có thành phần cơ giới nhẹ, tỷ lệ cát cao mà dốc thì thoát nước nhanh, bị bốc hơi nước và làm cho ẩm độ nhanh khô hạn thì phải tưới dài hơn. Còn nếu mà đất tốt, đất mà tỷ lệ sét cao như đất Ba Gian thì thời gian tưới, chu kỳ tưới sẽ dài hơn, sẽ ngắn dài hơn trên nguyên tắc đó. Nhưng mà chung quy lại, đối với cây cà phê thì tưới, phương pháp tưới phun mưa và tưới dí thì từ 20 đến 25 ngày tưới một đợt. Tất nhiên đợt 1, từ tưới đợt 1 và đợt tưới thứ 2 thì khoảng cách nó ngắn hơn, nhưng từ khoảng cách từ thứ 2 đến thứ 3 và những đợt sau thì nó thưa hơn, có thể 25 đến 30 ngày. Còn riêng tưới tiết kiệm, theo hệ thống tưới tiết kiệm thì lượng nước tưới ít hơn, cho nên thời gian chu kỳ tưới dài hơn, thì có thể đến 18 đến 20 ngày là tưới một lần. Nhưng mà tất nhiên từ đợt 1 đến 2, sau đó từ đợt 3, đợt 4 trở đi thì nó sẽ tưới thưa hơn và lượng nước cũng ít hơn. Và ở đấy thì số lần tưới thì cũng phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Có thể có những vùng thì mưa sớm thì có thể tưới 1-2 lần thôi. Nhưng mà có những vùng mưa muộn thì có thể tưới đến lần thứ 4, thứ 5, thậm chí thứ 6. Đó là tùy theo mỗi khu vực và mỗi năm. Có những năm El Nino thì tưới chưa biết đến bao nhiêu lần, làm sao mà khắc phục được. Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn những cái chia sẻ từ chuyên gia Hồ Công Trực dành cho quý vị khán giả. Và hiện tại thì quý bà con ơi, Ngọc Mai đang thấy là có rất là nhiều quý bà con đang để lại cảm xúc của mình nè, cũng như là những cái chia sẻ, những cái câu hỏi thắc mắc dành cho chương trình. Tuy nhiên thì vì thời lượng chương trình có hạn thôi, cho nên là chúng tôi không thể giải đáp hết tất cả thắc mắc của bà con ngay trong cái chương trình giao lưu ngày hôm nay được. Bà con thì hãy tiếp tục bình luận, gửi câu hỏi của mình qua fanpage chính thức của Phân bón Cà Mau nha, ngay sau phần livestream này. Hoặc nếu như quý bà con có thắc mắc về thông tin sản phẩm nè, sử dụng phân bón, kỹ thuật bón phân vân vân thì có thể gọi đến tổng đài miễn phí của Phân bón Cà Mau, đó là 1800 888 606 để được biết thêm thông tin chi tiết nha. Và chuyên gia sẽ giải đáp cho bà con trong thời gian sớm nhất. Và chương trình giao lưu chuyên đề chọn phân bón Cà Mau, chọn đối tác bền lâu với chủ đề giải pháp kỹ thuật cho cây cà phê giai đoạn mùa khô, với sự đồng hành của hai chuyên gia là thạc sĩ Hồ Công Trực và thạc sĩ Phạm Ngọc Tân cùng với anh Y Khanh Eban cũng đã đến lúc phải tạm dừng rồi. Rất là cảm ơn quý vị, quý bà con nông dân đang theo dõi chương trình. Hy vọng rằng bà con chúng ta sẽ canh tác, lựa chọn phân bón và áp dụng tốt kỹ thuật chăm sóc, bón phân cho cây cà phê trong giai đoạn mùa khô vừa hiệu quả vừa tiết kiệm. Quý bà con sẽ tiếp tục theo dõi và đồng hành cùng chương trình Chọn Phân Bón Cà Mau, Chọn Đối Tác Bền Lâu để biết thêm nhiều kỹ thuật cũng như bí quyết canh tác đến từ các chuyên gia nông nghiệp hàng đầu nước ta thông qua chuỗi video clip hướng dẫn và những buổi livestream chia sẻ trực tuyến từ các vị chuyên gia nha. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã sắp hết, và thời điểm hiện tại chúng ta cũng đã bước sang năm mới rồi. Không biết là anh Phạm Ngọc Tân là đại diện từ công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau, không biết anh có một lời chúc mừng năm mới nào gửi đến quý bà con nông dân đang theo dõi chương trình hay không ạ? Thưa quý bà con, đã bước sang năm 2024 thì thay mặt cho công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau, chúng tôi cũng xin được gửi tới quý bà con chúng ta lời chúc sức khỏe và chúc bà con chúng ta sang năm 2024 có được những vụ mùa, được mùa, được giá, và chúc bà con chúng ta có những cái dự án mới và những cái thành công mới trên con đường trồng và chăm sóc các cây trồng của mình. Xin được cảm ơn bà con. Dạ, rất là cảm ơn thạc sĩ Phạm Ngọc Tân, và cũng cảm ơn quý bà con cũng đã giữ tín hiệu cùng với Ngọc Mai và quý vị khách mời trong chương trình livestream ngày hôm nay. Và bây giờ thì Ngọc Mai đành phải nói lời chào tạm biệt. Xin thân ái chào tạm biệt bà con và kính chúc cho bà con sẽ có một buổi tối thật là tốt lành.